Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Chư Pơng của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu cho tất cả anh chị một cái lô đất chính chủ có tổng diện tích là 1,8 hectare. Đây là cái hướng chạy ra đường nhựa nha anh chị. Từ vị trí của lô đất chạy ra đường nhựa thì chỉ khoảng 300 mét thôi anh chị. Lô đất thì có 3 mặt tiền đường nha anh chị, mặt tiền đường đất và đây là cái đường lô thôi ạ. Trước mặt anh chị đây là cái số điện thoại của chú. Anh chị có thể là trực tiếp gọi điện trao đổi thương lượng giá cả nha anh chị. Trước mặt anh chị là vị trí và hình dạng của lô đất nhìn từ vệ tinh. Từ vị trí lô đất thì cách trung tâm huyện Chư Sê thì khoảng 13 cây số. Cách trung tâm trường chợ thì trên dưới 3 cây số thôi anh chị. Lô đất em đang giới thiệu có tổng diện tích là 1,8 hectare và nằm ngay sau cái khu trồng cây cao su của nhà nước ạ. Tất cả bốn xung quanh đã được gia chủ rào lại bằng lưới B40 rồi nha anh chị. Trên lô đất thì có sẵn một cái ngôi nhà ở tạm và một cái khoảng sân phơi nông sản tương đối là rộng ạ. Cái ngôi nhà này thì theo em quan sát thì đủ để một cái cặp gia đình sinh sống và làm việc ạ. Trên đất thì cũng có sẵn một cái giếng và cái nguồn điện sử dụng trong cái lô đất này là điện 3 pha. Trong cái lô đất thì cũng có sẵn một cái trại để nuôi dê anh chị. Em ước chừng cái trại này có diện tích khoảng 100 mét vuông ạ. Giờ hiện tại thì gia chủ đang nuôi dê, kèm theo đó là nuôi thêm bò. Cái nguồn thu chủ yếu của cái vườn này tới từ khoảng 1.500 cây cà phê. Cà phê thì được 4 năm tuổi và kèm theo đó là tiêu. Tiêu lác đác thì em cộng dồn em ước chừng khoảng 400 cây trụ tiêu thôi anh chị. Ngoài ra trong cái lô đất thì có sẵn khoảng 50 cây bơ, bao gồm bơ bút và bơ 034 nha anh chị. Gia chủ thì cũng tận dụng những cái khoảng trống để trồng cỏ, nuôi bò và nuôi dê ạ. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình thì có thể là liên hệ theo cái số điện thoại em để trực tiếp trên màn hình, đó là cái số điện thoại chính chủ ạ. Hoặc có thể là liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0868 02 1102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.